Tờ TTU.fr dẫn nguồn tin từ nhà sản xuất Nectar cho biết họ đang có triển vọng tốt ở một số thị trường mới, đặc biệt là Việt Nam. Trong đó, bất chấp những áp lực cạnh tranh lớn từ Nga, quốc gia cung cấp vũ khí truyền thống cho Việt Nam, hãng này sẽ cung cấp cho lực lượng pháo binh Việt Nam loại pháo tự hành cỡ nòng lớn 155mm Seja. Theo tiết lộ của Nectar, Việt Nam sẽ đặt hàng 18 hệ thống pháo Seja đầu tiên, với mục tiêu trang bị tổng cộng tới 108 hệ thống pháo loại này cho các đơn vị pháo binh nhằm tăng cường khả năng phòng thủ từ xa. Pháo tự hành Seja 155mm có thể bắn các loại đạn 155mm tiêu chuẩn của NATO, cả đạn có rocket hỗ trợ HEFRAG tầm bắn xa tới 42 cây số, đạn chống tăng bonus 34 cây số, pháo bắn trung bình 6 phát/1 phút. Một xe tải chở khẩu pháo này có cơ số đạn 18 viên. Thời gian triển khai sẵn sàng chiến đấu hoặc chuyển sang trạng thái hành quân mất chưa đầy 1 phút. Pháo tự hành Seja có thể hoạt động chiến đấu trong phạm vi 600 cây số, tốc độ tối đa lên tới 100 cây số giờ, tốc độ trung bình 50 cây số giờ. Đặc biệt, nhà sản xuất Nectar vừa trình làng mẫu pháo tự hành Seja 155mm với hệ thống nạp đạn tự động. Như vậy, việc nạp đạn nay đã hoàn toàn tự động hóa nên tổ điều khiển pháo rút xuống từ 4 xuống còn 3 người. Qua hình ảnh được công bố cho thấy, pháo tự hành Seja 155mm mới được đặt trên xe tải Tatra loại 8x8. Với việc được tích hợp thêm nhiều tính năng mới, Seja chắc chắn sẽ có những khách hàng đang dành sự quan tâm đặc biệt, nhanh chóng đưa ra quyết định mua sắm của mình. Tờ TTO.fr nhận định và cho biết thêm rằng, ngoài pháo tự hành Seja, rất có thể chiến hạm tàng hình lớp Gowin cũng sẽ được nói đến trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Pháp François Hollande. Theo tờ TTO.fr, ngành công nghiệp quốc phòng cũng như đóng tàu quân sự của Pháp có thể có được các cơ hội qua chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống nước này. Trang mạng này nhận định Hải quân Việt Nam đang trong quá trình hiện đại hóa, đặt mua nhiều tàu chiến và tàu ngầm từ Nga, cũng như các vũ khí khác. Tuy vậy, năng lực vẫn còn giới hạn và đó là thị trường mà doanh nghiệp quốc phòng Pháp có thể khai thác. Nguồn tin này cho biết thêm qua chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Le Drian, Tập đoàn Quốc phòng DCNS chào hàng tàu hộ tống có chức năng dò tìm và chống ngầm lớp Gowin thay thế các tàu Sigma mà Việt Nam tạm dừng vì chưa thống nhất được giá thành. Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Pháp chào bán lớp tàu Gowin cho Hải quân Việt Nam. Hồi đầu năm 2014 cũng đã thực hiện tìm kiếm hợp đồng bán chiến hạm này cho Việt Nam. Phát biểu trên tờ tin tức quốc phòng Mỹ, CEO của Thales, hãng sản xuất vũ khí hàng đầu của Pháp cho biết Indonesia sẽ là thị trường chiến lược trong khu vực Đông Nam Á, đánh dấu sự trở lại của Thales trong những năm tới. Ngoài ra, Việt Nam cũng được xem là một thị trường hợp tác kỹ thuật quân sự đầy tiềm năng và triển vọng của Pháp trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Quan chức cấp cao của Thales cũng tiết lộ thêm rằng hãng trực thăng Airbus Helicopter và nhà sản xuất tên lửa MBDA của châu Âu, chi nhánh ở Pháp, cũng đang tìm kiếm hợp đồng để giành được chiến thắng từ Hà Nội. Một nguồn tin thân cận với công ty Antonov của Ukraine tiết lộ rằng năm 2004, phía Antonov đã chuyển cho Trung Quốc tài liệu kỹ thuật sơ bộ của một mẫu máy bay vận tải hạng trung, viết tắt là TTS. Dựa theo đó, Trung Quốc đã chế tạo nên máy bay vận tải Y-20. Các thiết kế sơ bộ của TTS gần như giống hoàn toàn với thiết kế Y-20, chỉ khác ở động cơ. Y-20 ban đầu định lắp đặt động cơ FWS-10-118 của Trung Quốc, nhưng hiện nay lại sử dụng loại D-30KP-2 do Nga chế tạo. Ngoài ra, cánh tà của Y-20 sử dụng kiểu cánh của máy bay vận tải C-17A Mỹ. Máy bay vận tải hạng nặng Y-20 do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Xi'an của Trung Quốc chế tạo bay thử lần đầu vào ngày 26 tháng 1 năm 2013 và được đưa vào biên chế ngày 6 tháng 7 năm 2016. Máy bay có chiều dài 47m, sải cánh 45m, cao 15m, khối lượng rỗng 100.000 cân, khối lượng cất cánh tối đa 220.000 cân, tải trọng 66 tấn, phi hành đoàn 3 người. Y-20 được trang bị 4 động cơ D-30KP-2, cho phép nó đạt tốc độ tối đa 0,75 Mach, tầm hoạt động 5.200 cây số với tải trọng 51 tấn. Theo đánh giá từ tạp chí Aerospace Nonet của Trung Quốc, với tầm hoạt động này, Y-20 có thể vươn tới mọi nơi ở châu Âu và châu Á, cũng như bang Alaska của Mỹ, Úc và Bắc Phi. Một quan chức thuộc Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc cho biết Bắc Kinh cần hơn 1.000 chiếc Y-20, và nước này đang có kế hoạch chế tạo các máy bay vận tải với kích cỡ tương đương mẫu Antonov An-225 Mirage, hiện là loại máy bay vận tải lớn nhất trên thế giới. Có thể nói thông tin Trung Quốc mua lại thiết kế từ Ukraine để chế tạo Y-20 đã bóc mẽ những tuyên bố trước đây của Bắc Kinh rằng Y-20 là máy bay vận tải thuần Trung Quốc. Nó cho thấy nước này vẫn chưa đủ khả năng tự thiết kế các loại máy bay chiến lược.
Hôm 31 tháng 8, 60 thủy thủ tàu ngầm của Hải quân Việt Nam đã hoàn thành khóa huấn luyện 6 tháng tại trường huấn luyện tàu ngầm INS Satavahana của Ấn Độ. Theo một số thông tin từ phía Hải quân Ấn Độ, khóa đào tạo 6 tháng của 60 sĩ quan và thủy thủ tàu ngầm vận hành tàu ngầm Kilo thứ 6 của Hải quân Việt Nam mới chỉ được tiếp cận những khóa học cơ bản về tàu ngầm. Tàu ngầm lớp Kilo 636 được trang bị ngư lôi, mìn và tên lửa diệt tàu chiến và các cơ sở trên mặt đất. Đây là loại trang bị có thể giúp quốc gia sử dụng buộc kẻ thù phải trả giá đắt với một lực lượng nhỏ và vừa với chiến thuật du kích trên biển. Tuy nhiên, việc vận hành tàu ngầm trong chiến thuật đánh địch không hề đơn giản. Hải quân nhân dân Việt Nam chưa bao giờ có một lực lượng tàu ngầm mới hiện đại như hiện nay, nhưng các kỹ năng chiến thuật tác chiến tàu ngầm thì phía Việt Nam đang ở mức gần bằng không. Do đó, phía Việt Nam đang tìm tòi và học hỏi các kỹ năng này. Vậy cách đào tạo thủy thủ tàu ngầm của Nga và Ấn Độ có gì khác nhau? Dù toàn bộ quy trình huấn luyện thủy thủ tàu ngầm luôn được giữ bí mật, nhưng quy trình tuyển chọn được thực hiện một cách công khai và giáo trình huấn luyện thủy thủ cho cùng loại tàu ngầm là tương đối giống nhau. Theo tờ Times of India, để trở thành thủy thủ tàu ngầm, các ứng viên thực hiện bài kiểm tra sức khỏe gồm 4 vòng rất khó khăn. Vượt qua tất cả các vòng này, ứng viên sẽ được lựa chọn. Vòng thứ nhất là kiểm tra sức khỏe bên ngoài. Ở vòng này, các ứng viên sẽ được kiểm tra chiều cao, cân nặng, thị lực, sẹo, răng lợi. Vòng thứ hai là xét nghiệm máu và xác định các bệnh án ban đầu. Thủy thủ tàu ngầm không được có các tiền sử bệnh như động kinh, đau đầu chóng mặt, chóng ngất, đau dây thần kinh, thiếu máu, viêm gan B, răng mai, viêm khớp, viêm xoang, vân vân. Vòng thứ ba là tiến hành đo huyết áp, điện não, điện tâm đồ, siêu âm nội soi, thường là nội soi dạ dày. Ở vòng thứ tư này, thí sinh phải thực hiện bài kiểm tra tiền đình, khả năng giữ thăng bằng và khả năng chịu được áp lực lớn. Bài kiểm tra nặng nề hơn đó chính là kiểm tra khả năng chịu áp lực lớn. Như đã biết, mọi vật chìm xuống nước đều chịu áp suất của nước. Áp suất này tỷ lệ thuận với độ sâu, tức là khi xuống độ sâu 10 mét, áp suất sẽ tăng thêm 1 atmosphere, nghĩa là mỗi diện tích 1 cm² sẽ tăng thêm áp lực là 1 cân. Nếu thợ lặn xuống độ sâu 30 mét, trên thân người đó sẽ phải chịu một áp lực lên tới 45.000 cân. Tàu ngầm cũng vậy, do đó thủy thủ phải đủ sức khỏe và thể trạng tốt để có thể chịu được áp lực lớn bên trong tàu ngầm. Khi tàu ngầm lặn ở độ sâu lên tới hàng trăm mét dưới lòng đại dương, tàu ngầm Kilo của Việt Nam có thể lặn sâu tối đa 300 mét. Để tiến hành kiểm tra, thí sinh khoảng từ 3 tới 5 người một lượt sẽ được đưa vào một cái thùng kín như thùng phi, thường gọi là lò áp suất hay lò ép. Người ngoài có thể nhìn vào trong thùng có một tấm kính nhỏ. Khí sẽ được đưa vào thùng liên tục tương đương với áp suất ở dưới nước và thí sinh sẽ có cảm giác ngày càng đau rát, nhất là ở khu vực lồng ngực. Không khí trong bình sẽ trở nên quánh đặc nếu như tiếp tục được bơm vào và khi đó các thí sinh thay vì hít thở, anh ta phải uống từng luồng khí. Nếu quá sức chịu đựng, thí sinh có thể bấm nút xin ra ngoài. Điều kiện để đạt yêu cầu trong bước kiểm tra áp lực đó là thí sinh phải chịu được áp suất tới 3 atmosphere. Tương đương áp suất ở độ sâu 30 mét, thông thường khi chịu được áp suất ở độ sâu 12 mét, tức 1,2 atmosphere, được gọi là ngưỡng đau, thí sinh sẽ không cảm thấy đau nữa vì anh ta đã làm quen được với cảm giác đó. Bước ra khỏi lò bát quái sau khi thắng được áp lực 3 atmosphere, thí sinh sẽ được lựa chọn và chính thức trở thành lính tàu ngầm. Khi tàu ngầm bị chìm do sự cố và không nổi lên được, thủy thủ có thể thoát ra khỏi tàu ngầm ở mũi thông qua ống phóng lôi và phía đuôi thông qua nắp khoang sinh tồn. Cửa khoang sinh tồn được trang bị một phao sơn màu trắng và đỏ được nối với một sợi dây cáp gắn ở trong các hầm tàu. Ngoài ra, phao còn được gắn các đèn tín hiệu và phía dưới nắp phao có điện thoại để liên lạc với tàu thuyền. Để có thể thực hiện được những kỹ năng này, toàn bộ thủy thủ được trang bị những thiết bị đặc biệt. Thiết bị thở xoách tay PDU được thiết kế để bảo vệ cơ quan hô hấp khẩn cấp. Thiết bị này không thể làm việc dưới nước, nhưng có thể giúp thủy thủ bảo vệ cơ quan hô hấp khỏi các loại khí độc hại. Túi thở IDA-59-59M là thiết bị thở cá nhân giúp thủy thủ lặn tới độ sâu 20 mét. Một thiết bị thở cá nhân khác là ISP-60 có thể giúp các thủy thủ thoát khỏi tàu ngầm bị chìm ở độ sâu 100 mét và tới 120 mét nếu tàu ngầm được bổ sung một bình chứa khí heli. Ngoài ra, mỗi cầu thủ còn được trang bị một bộ quần áo lặn, áo liền quần SGR. Bộ quần áo làm bằng cao su với mặt nạ phòng vệ trên mũ bảo hiểm ngay trên trán là van cứu trợ. Cả IDA và SGR đều được cất trong một túi đặc biệt. Để chống chọi với cái lạnh dưới lòng biển, các thủy thủ còn được trang bị một bộ đồ lặn toàn thân, bao gồm áo xăng đay, quần nịt, bít tất và găng tay. Có hai cách cơ bản để thoát khỏi tàu ngầm bị chìm, đó là phương pháp khô và phương pháp ướt. Phương pháp khô là phương pháp các nhân viên của lực lượng cứu hộ hải quân sử dụng thiết bị lặn hay tiềm thủy khí để giải cứu các thủy thủ khỏi tàu ngầm bị chìm. Trong trường hợp này, tiềm thủy khí sẽ theo dây phao cứu hộ tiếp cận và động ngay trên nắp khoang tàu ngầm gặp nạn. Sau khi thực hiện liên kết với tàu, nước được bơm ra khỏi tiềm thủy khí, cân bằng áp suất, mở nắp và lần lượt đưa các thủy thủ từ tàu ngầm bị chìm vào tiềm thủy khí. Số lượng thủy thủ phụ thuộc thể tích của tiềm thủy khí. Phương pháp này cho phép giải cứu ekip ở độ sâu bằng độ lặn sâu lớn nhất của tàu ngầm. Như vậy, phương pháp khô giúp các thủy thủ thoát khỏi tàu ngầm một cách an toàn mà không phải tiếp xúc với nước. Phương pháp ướt có thể hiểu là quá trình thoát khỏi tàu ngầm buộc các thủy thủ phải tiếp xúc với nước. Có hai cách để thoát khỏi cỗ quan tài sắp bị chìm.
bằng phương pháp ướt là nổi lên tự nhiên và theo các phao tiêu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hãy nhớ bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video mới. Chúc bạn luôn vui vẻ.